Vâng, xin được mình kính chào toàn thể quý vị và các bác tiếp tục quay trở lại với kênh test giới thiệu các sản phẩm audio hàng bãi được ship trực tiếp từ Nhật Bản về Việt Nam của Sơn Tùng Giá Bàn các bác nhé. Và hôm nay thì em lại tiếp tục về thêm được một cái sản phẩm nữa các bác nhé. Đấy, chính là em âm ly đề lông PMA 2000 SE. Thì hôm trước em cũng có một sản phẩm cũng cùng cái model như này các bạn, cũng có thùng xốp như thế này. Thì em đó sau khi lên sóng thì cũng đã được bác khách chốt và chuyển về Việt Nam rồi các bác nhé. Thì đây là một chiếc khác vừa mới về bên chỗ nhà em trong buổi tối ngày hôm nay các bác nhé. Thì đây em sẽ mở cái thùng này ra để bác cùng quan sát. Thùng này thì em đã lấy máy ra rồi các bác nhé, để tiện cho việc quay clip thì đã lấy sẵn ra rồi. Đấy, trong này nó còn có đủ xốp, đủ bao áo, bao máy, còn nguyên thùng xốp. Đây, cái trọng lượng nó ghi vậy? Nếu trọng lượng cả thùng là 27 cân các bác nhé. Là trọng lượng mà chỉ có máy không là khoảng hơn 25 cân một chút. Và đây chính là cái nhân vật chính của chúng ta các bạn ạ. Nhân vật chính của chúng ta đây, các bác cùng nhau quan sát này. Thì phụ kiện đi kèm theo nó là một bộ dây nguồn. Đấy, dây nguồn này đúng không? Cái chiếc khiển zin. Đấy, mặt phay nhôm. Phay xước làm bằng nhôm nhá. Phay xước nhôm nhìn rất là đẹp. Cầm rất chỉ là lặng tay, rất là thích các bác nhá. Nhìn thiết kế nó này. Đấy, nó có khiển luôn. Và đây chính là cái phần mặt trước của cái âm ly các bác nhá. Thì trong cái dòng 2000 ấy, CD 2000 thì đây là một cái dòng cao cấp các bạn. Cao cấp nó chỉ đứng sau con 2000 RE thôi. Đấy, thì trong cái CD 2000 thì nó có 2000 trơn, 2000 25 mã, 2000 35 mã, 4 nam mã, 2000 AE, 2000 SE và cuối cùng là đến 2000 RE. Đấy, thì đứng con này sản xuất ra trước cái dòng 2000 RE các bác nhá. Em này thì nó sở hữu 4 sò mốt phép Ultra 2 Crash. Đấy, nên là nó cho cái tiếng bass cũng như là âm thanh chi tiết rất chỉ là trong trẻo. À, cái thiết kế nó mặt phay nhôm xước ngang, mang một cái phong cách thiết kế nó là trẻ trung hiện đại các bác nhé. Thì cái theo cái ngôn ngữ thiết kế của hãng Đờ Lông thì các bác đều phần giữa, chính giữa âm đi bao giờ nó cũng sẽ có một cái volume to như thế này. Đó, đấy, bên cạnh là các cái nút cơ bản như là chỉnh bass, chép, ba lăng, đấy, sound direct, đúng không? Nút nguồn này, và nó có cái volume input selector này, chúng ta chọn là tín hiệu âm thanh đi đầu vào. Đấy, và bên này chúng ta nhấn vào đây chúng ta sẽ bắt bật và tắt chuyển âm đi thành sang cái chế độ thành cục, thành power này, tức là thành cục đẩy công suất không nhé. Chúng ta có thể ngắt cái bộ bạch cầm sắc này đi, chuyển để em này thành cục khuếch đại âm thanh. Đấy, giờ em sẽ quay qua một vòng xung quanh các cái cạnh bên để các bác xem. Máy thì còn rất là đẹp các bạn, rất là đẹp. Đây là phía đằng sau của nó này. Đấy, sẽ quay sát các bác cùng quan sát nhé. Rút cái nút này ra này. Máy còn rất là đẹp và người ta dùng, người ta rất là kỹ tính không nhé. Cẩn thận, cái nút này nó hơi hút vào. Các bác thông cảm em mà một tay quay và một tay tháo là hơi khó khăn. Đấy, cái người nó chặt nữa cơ, rút khó. Đấy, để em rút được một chân rồi này, nhìn nó vàng óng như này cơ. Cái này em sẽ rút nước cái chân bên này xem nào, cố gắng rút rồi, nó hơi chặt đầu bịt đít. Em mà nhìn còn nguyên thùng xốp và còn cả bịt đít như này rất là hiếm nhé. Các bác nhìn này, cái chân cái đối của nó này nhìn sáng đẹp vàng óng luôn. Đấy, kể cả những cái chân chạm bắt loa cũng thế này, đẹp mới không một vết sứt sẹo. Đấy, đây là cạnh còn lại của nó này đúng không?
đây là một chút bẩn đây thôi, lau đi là hết các bác nhé. Còn về tổng thể mặt trước và các cái cạnh bên nó không bị xước, không bị chảy. Đó, tiếp tục đến phần nắm lưng nhé. Nắm lưng thì quá là đẹp rồi, các bác quan sát ở đây là có một chút cấn nhẹ, chảy nhẹ, hơi bẩn một chút nữa. Đó. Có thể là do lúc người ta đặt cái CD đấy, hoặc thêm một cái thiết bị khác lên trên này, lâu ngày nó tì xuống đây rồi nhé. Về tổng thể thì em rất là đẹp. Đấy. Và cái kích thước của em này thì nó theo một cái size truyền thống này, rất là chung. Là bề ngang là 43, sâu là 42 và cao con này khoảng 18 các bác nhé. Cao 18, nặng 25 kg, rất là nặng. Rất là nặng. Nó sở hữu cái công nghệ sò một phép này nên nó cho chất âm rất là hay, tiếng bass rất là uy lực và mạnh mẽ. Và em này thì cái công suất đánh ra loa của nó ở cái với những cặp loa chẳng hạn 8 ohm như loa Bose này. Thì công suất đánh loa nó là 80W và những cặp loa trở kháng 4 ohm là công suất đánh ra loa là 160W các bác nhá. Đấy. Thì với cái giải trở kháng rộng và cái công suất như vậy nó có thể đáp ứng được hầu hết tất cả các dòng loa trên thị trường hiện nay. Từ loa Anh, loa Mỹ, loa Nhật chúng ta đều có thể sử dụng em âm đi này để đánh được các bác nhá. Này. Và giá của chiếc Omni này em sẽ báo các bác luôn nhé. Giá của chiếc Omni này được ship trực tiếp từ Nhật Bản về Việt Nam là 25 triệu, đúng nhé, giá 25 triệu. Đấy, nếu bác nào mà chuyển khoản một lần thì em sẽ bao ship luôn về tận nhà, các bác chỉ việc nhận hàng thôi. Đấy, còn nếu mà các bác nào mà ship code ship cọc ok nhưng em sẽ không bao ship không nhé. Nếu ship code ship cọc thì em sẽ không bao ship, các bác lưu ý giúp em vấn đề này nhé. À, em này made in Japan này, trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Em này nó có hai cầu AB thì chúng ta đánh cầu BY các bạn, chứ không phải là hai cầu này của nó không thể nào đánh tách biệt từng riêng cầu A hoặc cầu B được. Và đặc biệt trong các cái dòng âm đi nội địa của Nhật rất hay, nó thiết kế ra thêm những cái ổ cái ổ điện ở đây để chờ đây. Chúng ta có thể kết nối độ 2, 3 thiết bị đúng không? Ba cái lỗ này thì cho thêm 3 thiết bị nữa ở trên. Rất là tiện. Đấy. Vâng, và cuối cùng thì mọi chi tiết các bác mà có nhu cầu mà mua chiếc Omni này hoặc là các cái sản phẩm audio khác. Đấy. Thì các bác vui lòng liên hệ với em theo cái số điện thoại trên cái tấm biển đỏ này các bác nhá. Một trong hai số, số nào cũng được các bạn. Và các bác có nhu cầu liên hệ với em theo một trong hai số thì là mọi chi tiết về mua, về order, về đặt hàng hay là đấu giá sản phẩm, các bác cứ nhắn tin trực tiếp lúc nào cũng được ạ, 24/7. Khi nào có thời gian mà em cầm được điện thoại này em sẽ trả lời các bác ngay nhé. Đến đây em xin được tạm dừng cái video clip của mình. Xin cảm ơn các bác.